Khánh Thi đeo vàng đầy cổ trong hôn lễ. Khánh Thi được nhà chồng trao cho rất nhiều trang sức trong lễ thành hôn với Phan Hiển. Sáng 12 tháng 12, Khánh Thi Phan Hiển đeo vàng nặng cổ, nhận rất nhiều quà cưới giá trị từ hai bên gia đình khi tổ chức hôn lễ sau 7 năm chung sống và 13 năm bên nhau. Bà ngoại của Phan Hiển là người đầu tiên trong gia đình lên trao quà cưới cho vợ chồng cháu trai. Khánh Thi không kiềm được xúc động trong giây phút được công nhận là con dâu, chính thức có danh phận sau nhiều năm chung sống với Phan Hiển. Ngoài vòng vàng, bà ngoại Phan Hiển còn trao cho hai cháu một mâm tiền mặt. Gia đình kiện tướng Dan Sport từ chối tiết lộ giá trị những món quà nhận được trong lễ thành hôn. Sau ông bà, Khánh Thi Phan Hiển lần lượt nhận quà cưới từ bố mẹ và các thành viên trong gia đình. Mẹ chồng đại gia của Khánh Thi chuẩn bị rất nhiều vàng miếng, trang sức để trao cho con dâu. Vợ chồng em gái Phan Hiển cũng dành tặng anh chị những món quà giá trị. Với Phan Hiển, em gái là người bạn thân có thể chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Cô dì chú bác, các anh chị em họ của Phan Hiển cũng lên trao quà. Trong ảnh, ca sĩ hải ngoại Hoàng Mỹ An chị họ Phan Hiển cùng mẹ lên trao kiềng vàng cho cô dâu chú rể. Vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển cùng hai con Kubi Anna bên ông bà ngoại, bà nội và bố mẹ của chú rể, mẹ và anh trai của Khánh Thi từ Hà Nội vào cũng chuẩn bị nhiều vàng miếng để dành tặng cho cặp vợ chồng trong ngày trọng đại. Mẹ của Khánh Thi xúc động khi nói rằng bà rất hạnh phúc vì con gái được gia đình chồng chào đón. Bà đã chờ đám cưới này rất lâu rồi. Khánh Thi khóc khi được Phan Hiển trao nhẫn kim cương, đánh dấu khoảnh khắc cô chính thức trở thành vợ anh trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Cặp đôi vàng của làng Dance Sport Việt Nam đã có 13 năm bên nhau và có hai người con là Kubi Anna trước khi tổ chức lễ thành hôn. Chúng ta quen nhau rất lâu rồi, trải qua nhiều sóng gió. Em đã nói với anh nhiều lần rằng em cần một đám cưới và chúng ta đã lên kế hoạch nhiều lần. Hôm nay điều đó đã thành sự thật. Phan Hiển nhắn gửi đến Khánh Thi trong ngày cưới, thực sự em không tin đây là sự thật. Được sống với anh và gia đình anh với em đã là hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay lại được anh rước về làm dâu và được mặc áo cưới nữa. Em yêu anh, Khánh Thi nói với chồng.